đứng cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều nha. Vô vô mấy đứa con mẹ mẹ chờ con tâm chứ. Mẹ chỉ đứa con đi. Mua nhiều. Rồi bạn chơi luôn. Hỏi lấy tiền này. Ai vậy? Để gì chứ? Ai biết của ai? Bây giờ cái đó của ai vậy đoạn? Số ông chú. Quay coi chân giấy không quay hoài. Số không? Nè 11.000. Nè cho con cái nè, không biết của ai rồi. Nè cho bà đó. Lấy luôn đi. Cái con hoài cái dựng nó vậy cái chốt quá chứ. Chỗ không? Còn mấy tờ nữa? 3 sách. Chết rồi bà chốt cái đào. Đào, nhớ em không? Chơi nhớ em không? Đào. Đâu 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 em nè, đâu trời mới chết cái đà đâu cái này đi còn mày mày ngồi đi tao đi ra mới nào mày không có gọi nó khách khá là đông luôn nha quý vị, không còn chỗ để ngồi luôn quý vị. Tin nhớ không? Bây giờ bà tin tụi tôi không? Tin. Chất được không? Cảm ơn nha. Anh Kiều cảm ơn bà. Nhớ cái chị này đâu nè, quên rồi. Nhớ bà đâu nè. 5 vé thôi. 10 vé. Mua 5 vé thôi. Rồi 55.000. Trời mua hết giùm đi cho về sớm bệnh rồi. 55 hả? Ờ 55.000. Con đâu? Sao đi số trùng nhau vậy? Nè. 22.000. Với 20 con mà hả? Trời. Nè để cho con hai tờ khác đi. Ba tờ 20 coi với con hai tờ khác đi. Rồi trước bán gần hết rồi. 22.000. Còn khoảng mười mấy tờ nữa à. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Còn mấy tờ nữa chứ? 5 tờ nữa. 5 tờ nữa. Ủa chị mua có bò xong cảm ơn chị đi. Cảm ơn. Còn 5 tờ nữa chị. Còn 5 tờ. Hết rồi. 55.000. Giỏi vậy, lấy xe ơi. Đó, chị mua giùm luôn rồi đó. Bệnh rồi, về chích thuốc lại đi. Còn 6 tờ, dính tờ nè. 66.000.
còn 5.000 nữa. Rồi đúng rồi. Ừ. Mở đi gà trâu quá. Rồi giờ dì chức bán hết rồi nha quý vị. Giờ dì chức về đây bắt đầu đếm tiền. Đó. Trời ơi, nó đưa giấy hả? Đổi không kịp. Hai ta đổi gần 4-5 triệu á. Đó, dì chức bắt đầu đếm tiền nha. Hôm nay là tổng cộng là 200 tờ hả chứ? Hôm nay bán hết rồi. Muốn cho bán nhiều, cứ lên cơn quá. Bán tới giờ đó, cứ lên cơn rồi đó má. Lên cơn mệt hả? Lên cơn gì? Đã vậy rồi, đợi xe kiếp xuống hoài. Cũng là thằng thở lên đó nha. Bán điểm vậy ngon nha. Cứ ngày kiếm 200 mấy cho muôn 40 đi lấy với số. Cứ ngày nào cô bán gì đó, cần gì trả bé bé á. Ai cần trả nó 200 nhờ. Có để tiền lộn không? À. Cần vớt tờ tiền kìa. Ừ. Có, ừ. Có tờ giấy 500 nè, cứ lộn tờ tờ. À, vì chất điểm vốn lời coi, hết này chắc khoảng 5 triệu chứ. 200 tờ vốn lời luôn 5 triệu dữ vậy. 2 triệu, 2. 5 triệu gì? 2 thì vốn cái số rồi, vốn số là 2 triệu mấy rồi. Ở nay mang gì theo xe cua nè, bánh nè, bánh mì hả? Mì ngọt có bơ gì đây. Mẹ vớt tiền cảnh cả. Trước 2.000, dầu gió lượm bãi dầu. Trời, đóng lại đi. Cái gì lẻ vậy? Ừ. Thổi gì kỳ vậy? Thổi giống như thổi bong bóng vậy đó mới được. Nè, đó gì chất đang trải tiền ở bàn điếm nha quý vị nha. À, với số thưởng có tờ giấy 1.000, 2.000 quá chừng ha. Hẹn quái không bất kỳ luôn. Có trả còn gì chứ? Không, không trả còn. Để cho chú đi. Thầy chắc không biết chứ. Thầy gọi là cả ăn cơm sườn. Ờ đó, tại chứ ăn cơm rồi cho nên chứ không biết đâu. Mai mốt nhớ đầy nước suối dầu. Điểm đi, điểm đi, điểm tiền đi. Đó 930 quá má. Điểm tiền đi, tổng quát coi lời được nhiêu, rồi được bo nhiêu. Bo 200. Cái má còn thấy á. Cái điện thoại đâu rồi? Điện thoại đâu rồi? Đâu? Điện thoại nè. Đừng làm sao mất điện thoại đi nha. Rồi điểm đi. Bán cái số gì trước nha mọi người. Vốn lời tổng quan là tổng quát hết hết thảy đâu. 2 triệu 2. Chữ gửi 6. À chữ 6. Chữ 7 8. Chữ 7 8 rồi đó. Còn 100 nữa rồi. Đâu đó. Chữ 9 2 triệu à, thì vốn 2 triệu đúng không chứ? Gì vốn 2 triệu? Vốn là 2 triệu thì là cái số mà 2 triệu 2 à, cái lời đó là mấy số. Lời được như đó đó hả chứ? Có lâu lớp tiền lấy trong đây nè má. Má biến giùm má. Ôi thấy bà móc ra móc vô tùm lum mới về sao điếm được. Nè vốn rồi đó. Vốn rồi đó hả? 2 giờ đếm tiền mang theo. Nè đếm mình đếm giùm ra. Thôi của ai người đó coi đi, cũng đưa ai điểm giùm hết á. Của ai người đó coi đi má. Ờ, hồi buổi không tin ai á, lẹ tay lắm. Bây giờ không tin ai vậy đó. Tiền theo 4 triệu nè. Nghe chưa? Ôi. Thôi ai nói chết nghèo đâu, tiền mốc rồi cọc 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 không. Ở đây là ngoài đó không lòng đó mọi người. Giờ ngoài đó không lòng. Tại
Mà đếm tiền lời đi. Đếm rồi má, nay tiền mang theo thôi với tiền cách châu à. Trời ơi, nãy giờ đếm vốn lời như cũng chẳng biết luôn. 2.4 triệu cách cho 200. À vậy đó hả? À. Ông với nó quay mà ông thấy hả? À. Này là tiền đem theo thối đúng không? Đem theo thối. Rồi hôm nay là một ngày vui vẻ của dì Chất nha quý vị. Chất bán hết rồi, giờ dì Chất cũng về đây ngồi đếm tiền. Nay dì Chất bán được 200 tờ vé số. Đúng không Chất? Ờ, có bệnh, ai nuôi? Trời ơi, con nuôi Chất thì Chất bệnh mà. Chất. Ê, nó quen nhỏ đó mập lúc này lấy nhỏ đó ôm giờ. Biết nãy nó nói sao không? Nó nói dì Chất rồi chết, tao lấy tới đồng. Ai? Dì Chất có nghe miệng con nói không? Ủi bằng nghe nhỏ nhỏ đâu phương này. Bồn lâm dị hương á. Ừ. Bồ con dễ thương dì Chất. Sao chú mặt quá. Chú mặt vợ con chứ không nói gì đi. Ngán chết mà ăn bánh mì tôi mới ăn khúc tôi sợ rồi. Chất mẫu đám cưới toàn chất đi cái gì? Không, không đi cặp chí rồi. Gì? Cặp gì? Cặp chí đực trên đầu đó. Hưng Trận nói quay hết mà nó mới về. Mai mốt nó về á. Quay nữa là nó bị lụm á. Sao vậy? Nó lụm là gì chất đi chung luôn hả, bảo đảm. Đúng rồi đó, nó khai gì chất á. Làm gì? Bữa gì chất cũng lên nhà Vũ Linh rồi. Má lên giờ cũng chết đeo ăn cặt. Ai chở chất lên bữa đó? Quên rồi, biết thẳng. À, lúc đó còn thân hả? Còn nó còn thân bốn cái tài nó chưa sợ giờ nó thân rồi đó. Kể cho nó nghe vụ rồi đó, tấn ngoài lăng cái cùng cũng lộn bằng tài rồi. Lộn như vậy bằng trái tài thì chứ quýnh lộn chứ quýnh là ai mà hỏi cái rồi quýnh lộn lộn gì pha gì chứ quýnh dữ không con thả gà chứ quýnh luôn với thắng quýnh với qua nào cũng qua lộn gì thắng hả đó không sợ trời ôm biết nó quay nó về nó giận mắt dài. Cộng đồng cho tiền tao rồi, không có cho tụi bay. À, à bà chất nhiều cộng đồng cho rồi, ta giấu cái nói ngay mặt tao. Má mày nói có bốn trái tài, một trái dừa, một trái bưởi. Quýnh thẳng á, mấy này lâu chưa già với ai á. Con chưa biết, con không thấy luôn á. Có nào chất ngủ nằm mơ chất thấy thôi, chất tưởng tượng không? Ơi chất bớt khoe vàng đi, đừng có đưa cái vàng lên, thấy khó chịu quá. Để ý nha, mỗi lần mà chất nói xạo gì là chất hay để cái tay lỗ mũi lắm nha. Nó gọi là hành vi nha. Ừ. Hành vi giao cấu không? Thì đó, mỗi lần chất mà hay xạo gì, chất hay để tay nó vô trong lỗ mũi lắm nha. Tống Nguyễn mặc quần cà lõn đẹp quá, mặc quần dài ghê quá. Ghê hay chất? Ờ, mặc quần cà lõn giống gì kìa. À, quần cà lõn gì chứ thích chồng bận quần gì cho nó gọi là gợi cảm khiêu gợi. Quần cà lõn nó thay khỏi bận đồn. Rồi má nó biến thai lắm. Nó ôm bảo hoài thôi gốm chết. Nó sáng nó đi tổng con gái mà. Bữa nay đi tổng con gái. Đúng rồi, bữa nay nó giả gái á. Sáng nó đánh má hồng đó mà. Này giả gái đó. Nó giả đâu kiếm thì chết đâu. Còn bữa nào đi tổng con trai thì nó kiếm thì chết. Trời ơi, sáng nó vẽ mặt thiệt á anh Bảo. Ờ, sáng nó đánh má hồng mà. Tính ra là tính Nguyễn nó hai tông luôn á nè. Một ngày đổi một tông á. Tông nào cũng chơi đó. Bữa ngồi ngoài công viên ôm đứa nào có bó quà đám cưới. Chết. Chết, hỏi dậu là anh buồn. Nhớ con Ngọc. Trời ơi, đó không chết biết rồi à. Chị Ngọc lấy chất này là biến lắm, bà cân nói. Ê, nãy chở bà về. Chị Ngọc đó đẹp đôi không? Không. Ê, dậu, nãy anh chở bà qua đây, bà nói bà tính coi, bà tính nhận dậu làm con nuôi á. Sao? À? Ờ. Sao? Ý là ngày nào cũng phục vụ bà, chở đi chở về đó anh. Thôi, chia tay rồi. Cháu quan về, nó đuổi con ta đi nữa rồi. Chắc có hơn bao rồi chứ? Thôi mày đặt tá mà cứ gì. Chứ là tự bạo bắt. Mày đặt tá không chắc mày cứ trông thấy đặt tá mà. Đi không? Không, Bình Dương đá ta đóng thì đó là Bình Dương. Cứ trông thấy Bình Dương đó, nó gần.
gần lắm. Lên vợ nó đập xong rồi sám hối chỉnh luôn. Đập nguyên cầm cái múa theo nha. Nếu mua cái buồn sắt là nó hàng về nó nha, đừng mua muốn gỗ nha, muốn gỗ đập nó hay gãy ngang chút chán lắm. Buồn sắt đi lên đập cho nó để khỏe lắm. Tập chỉnh ngày thôi về. Không nhờ, nhưng mà đi nhân chịch chơi chứ đi nha, hãy về đi đập nha. Ủa chứ đọc nhân chịch cũng được á mà sao nhân chịch? Tại vì sức môi mà. Đó đi nhân chịch về chui á. Nè mày nói cho cố vô đi luôn. Mai đã bắt đầu mai có chuyện là đừng có trốn nha. Trời ơi, đây là bằng chứng nha. Mai có clip nha, không có chối nha. Bây giờ nói đi. Đây là bằng chứng nha. Vô tả gian tả bụng bự nè, cho đập thì tả mày. Tới công chuyện. Thì nói lại coi ngủ sao? Ngủ hay chết á, mày lớn lắm. Quá trời về đây. Con cùng với muôn á đánh lộn. Đám ma má cô làm mà giờ bà lấy tiền vậy. Ủa gì chức chưa chết mà chức nằm mơ thấy chết luật luôn á, ghê vậy. Cái đó thì chức là gọi là đi trước tương lai luôn á thì chức. Thiệt á, nằm giờ có điềm rồi đó. Không mà chức mà chết tao tới tao tặng qua nhiều lắm. Thiệt á chứ. Lấy cái đó mình bán lại cũng dư luôn. Bán hay mua má. Mua. Bữa ai nói là ta ra hộ kiện cho. Mấy cái vòng qua tao mua ngoài đó tao đem vô luôn. Mua bán đắt lắm á. Bé bé bán là đắt luôn á. Nhớ bữa kia bé đừng nghỉ. Hôm nay mặc gì chức cười đẹp nè. Cái tấm mình này đẹp quá gì chứ.